Mình chào tất cả các bạn nhé. Thì mình đọc comment ý, thì có thấy một số bạn bảo anh là quay về chuồng nuôi sungata của anh đi, bởi vì thấy là nhiều lúc mình quay là chỉ thấy có sân thôi. Thì đây, hôm nay mình sẽ làm một clip riêng để quay về cái chuồng của em đó. Vì giữa lòng Hà Nội này thì kiếm bãi đất để thả, hoặc là nhà ngoài Hà Nội thì rất là khó đất đấy. Thế nên là mình thiết kế một cái chuồng cho riêng em nó ở trong này. Tuy là nó không có đủ đất để như kiểu môi trường bên ngoài, nhưng mà nó được cái là sạch sẽ đấy. Nó ỉa ra đây phát là mình vệ sinh luôn, hót luôn, rửa luôn đấy. Đây là cạnh cái sân bể nên mình rửa là mình dội luôn, mình đi luôn. Thì có nhiều bạn cũng thắc mắc là một bữa anh cho nó ăn những cái gì. Và đây thì mình đã chuẩn bị đây, gồm có đây là hai mớ rau và một quả bí đỏ và một ít dưa hấu. Hôm nay nhà có cỗ nên là có thêm cả dưa hấu nữa. Còn bình thường mình chỉ cho ăn bí đỏ thôi, bí đỏ với cả rau muống này, hai mớ. Đây thì mình sẽ quay tổng thể ở trong bên trong cái chuồng cho các bạn xem. Do dạo này thời tiết nó hơi nóng, thế nên là mình mới che cho nó cái bạt, cái lưới bạt này. Thế nên là quay ở trong này là hơi tối, thì các bạn thông cảm. Thế nên mình sẽ cho em nó ra ngoài tia sáng hơn. Trong này là mình có tạo một cái hang đây, nó sẽ tối sẽ giúp trong này. Đấy, ở dưới là tấm sàn nhựa của chuồng chó các bạn. Thì em nó sẽ đi vệ sinh ra là mình dọn luôn. Đó. Thì nuôi sạch sẽ thì tất nhiên là nuôi sạch sẽ thì các em sungata sẽ ít bị bệnh hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho nó em nó ăn nhé. Wow. To được. Mình phải cho ra bên ngoài để ăn cho nó sáng các bạn. Ở trong kia quay là tối. Đây mày quay gần rồi đây, sát rồi đây. Thì đây bây giờ mình sẽ cho ăn nó ăn nhé. Quay trong kia hơi tối nên phải ra bên ngoài này. Chuồng mình để bên kia mới che cho nó bên kia nên là hơi tối. Bữa ăn khoảng 2 mớ rau muống và một quả bí đỏ. Rồi về cái size khủng như thế này, nếu như mà các bạn mà nuôi tầm 2 con, mình nghĩ là 2-3 con thì mình nghĩ là bây giờ nuôi baby ấy, thì nó còn rảnh. Khi mà nó to như thế này ấy, thì hót phân cũng mệt các bạn ạ. Mình nuôi một con này đã thấy rất là vất vả rồi. Đây bí đỏ nhé các bạn. Mỗi ngày một thau như này, các bạn thử tưởng tượng ra nuôi tầm 2 đến 3 con thì có thể là nếu mà kinh tế không ổn là có thể không chụp được. Đó thì cái chuồng của mình thì mình để trong kia, mình quay hơi tối chút. Thì hôm nào mà nó kiểu buổi trưa nắng thì mình sẽ quay lại cho các bạn rõ hơn. Một bữa như thế này, ngày mình cho ăn 2 bữa. Thế nên là nuôi 3 con thì mình không chịu được. Trước cũng tính nuôi 2 con ấy, một con bé hơn như này. Bé con size 24. Thì mình bán bớt rồi, không chịu được. Con này kiểu nó hơi thối các bạn. Kiểu mà nó đi vệ sinh mà không hót ngay ấy, thì ngồi trong nhà là nó bay hết cả mùi vào trong nhà luôn, không chịu nổi luôn.
cái thùng này là cái thùng mà ngày trước chủ cũ hay dùng để ngâm nước ấm cho nó ấy. Thì mình vẫn chưa đi mua được cái thùng nào to hơn để bây giờ con này vào đây là chật rồi, nó chỉ nằm vừa khít ở trong cái ô này thôi, thế nên là cho vào ngâm là hơi chật. Mình đang tính là mua một cái thau như kiểu các cái bà bán cá ấy, nếu mà không tìm được cái thau nhựa như thế này thì mình sẽ tính là mua cái thau như cửa các bà bán cá, thau tròn tròn bằng tôn ấy thì thoải mái, mua cái thau tầm rộng tầm 1 mét, tròn 1 mét thì vừa, quá rộng luôn, thỉnh thoảng ngâm nước cho nó. Với cả cái bọn to này thì ở dưới này, mày quay sang đây, ở cái phần dưới bụng này thì nó hay bị lằm vào phân ý, nên là rất là bẩn. Thì tầm 2 đến 3 ngày thì mình phải lật lên để mình trà cái yếm nó một lần, không là rất là bẩn. Ông bố thở sợ không? Năm đưa nhé, chị nhờ. Năm đưa nhé. Thì còn một cái ý kiến nữa mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì đây mình có cái loại thuốc này giúp cho rùa Sunkara có thể thải urat và tiêu hóa tốt hơn. Cái này thì mình cũng chỉ học được trên nhóm rùa cạn thôi. Đó, thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Đây các bạn có thể chụp ảnh lại màn hình và ra hiệu thuốc. Hiệu thuốc bình thường cũng bán. Đó, thì mình học được cái gì thì mình chia sẻ lại kinh nghiệm cho các bạn. Cái này thì hết rồi, chắc là tối nay mình sẽ đi mua hai mấy vỉ nữa. Cái này tầm trên 30.000 một vỉ. Và uống trong vòng 7 ngày. Mỗi lần uống là mỗi ngày chỉ cho uống 2 viên thôi. Đó, thì cái này mình học ở trên nhóm. Em nó ăn vẫn chưa hết các bạn. Mới ăn gần hết bí thôi. Đó, thì video hôm nay thì mình chỉ quay về cái chuồng đó, do nhiều bạn, mấy bạn cũng comment là anh nhốt con này ở đâu mà em thấy anh quay toàn ở sân. Đó, thì ở Hà Nội thì vườn thì mình không có rồi. Thì là mình thiết kế ra cái chuồng ý.
Thì cái lúc mình quay bây giờ là hiện tại là tầm hơn 6 giờ chiều rồi nên là nó hơi tối. Đã kể mà mình quay lúc buổi trưa thì cái chuồng kia thì quay sáng hơn thì các bạn có thể nhìn rõ hơn. Là mình làm có cả ngăn cả một cái hang để cho nó chui vào ấy. Đó, thì còn về làm ẩm cho mai của em nó ấy, thì mình dội nước trực tiếp luôn. Size to này dội nước vô tư các bạn ạ. Ở chỗ kia không ăn. Con này thì từ lúc mình mua về đến nay nó cũng tầm khoảng độ 3 tháng rồi nhưng mà mình chưa cân thử. Nhưng mà con này mình ước lượng nó phải trên 30 cân. Đây, cái loại rùa này thì là nó của châu Phi, của ngoại quốc, thì nên là Việt Nam mình nuôi thoải mái. Có rất nhiều bạn trẻ chọn làm thú nuôi. Thế nên là các bạn yên tâm, trừ núi vàng nhé. Trừ núi vàng bây giờ vào sẽ danh sách đỏ rồi thì là mình không dám nuôi. Thì hiện tại là trời nó cũng khá là tối rồi, tầm 6 giờ rồi. Mình ở trong cái ngõ này nên nó hơi tối. Thì thôi mình xin phép dừng video ở đây. Các bạn xem video thấy hay nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ mình. Đó, để mình tạo lực cho mình để mình quay nhiều video khác hay hơn về em rùa này. Có khả năng trong thời gian sắp tới mình sẽ làm video chăn rùa kiểu Dubai. Có nhiều YouTuber đã làm về chăn bò Dubai, chăn trâu Dubai. Thì nếu mà video này được các bạn ủng hộ ấy, thì video lần sau mình sẽ làm video chăn rùa kiểu Dubai. Đó, thôi chào các bạn nhé.